Robot xe buýt biến hình. Tập 13. Mình là nhân viên chuyển phát nhanh. Các bạn nhỏ, tan học rồi. Gogobus, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Bobby, bạn vội vàng về nhà như vậy có chuyện gì sao? Hôm nay là sinh nhật của ông nội Thang. Tối nay mình phải tổ chức sinh nhật cho ông. Nhưng Bobby, chúng ta phải coi an toàn là trên hết. Không thể vội vã được. Được rồi. Các bạn nhỏ, phải xuống xe rồi. Đừng vội vã quá nha. Đến rồi. Mẹ à, chúng ta mau về nhà chuẩn bị quà sinh nhật cho ông nội Thang đi. Bobby, con chậm thôi. Sắp về đến nhà rồi, tiến lên. Bạn nhỏ, mau tránh ra. Anh nhân viên chuyển phát nhanh, anh có sao không? Bạn nhỏ, anh không sao. Nhưng bạn nhỏ, lần sau em không được chạy trên đường nhanh như vậy nữa nha. Xin lỗi anh. Không sao. Trời ạ, hàng chuyển phát nhanh của anh phải mau nhặt lại mới được. Anh, để em giúp anh ạ. Bobby, con sao vậy? Mẹ, con... Vừa nãy con chạy nhanh quá. Anh nhân viên chuyển phát nhanh vì tránh con nên xe bị lật. Những gói hàng bị rơi ra hết rồi. Thật sự xin lỗi. Không sao ạ. Không với tới được ạ. Xin chào, xin hỏi có ai ở nhà không? Xem ra không có người ở nhà rồi. Chú chó nhỏ, ta đến để lấy gói hàng. Xin đừng cắn ta nha. Chú chó nhỏ, ta không phải là kẻ trộm. Có hai gói hàng không lấy lại được. Phải làm sao đây? Lúc này chúng ta nên gọi căn cứ Gogobus. Gọi cho Gogobus. Có tình huống khẩn cấp. Gogobus tới đây. Gogobus, có một gói hàng của nhân viên chuyển phát nhanh bị kẹt ở trên cây. Một gói bị rớt ở trong chuồng chú chó nên hơi khó để lấy được. Đã rõ. Xe buýt trường học Gogobus khởi động nhiệm vụ. Thân xe nâng cấp sẵn sàng. Kích hoạt thiết bị biến hình nano. Xe buýt trường học Gogobus bắt đầu biến hình. Lấy gói hàng trên cây. Cần có thang nên chọn xe cứu hộ. Gogobus biến. Đội trưởng đội cứu hộ Gogobus xuất phát. Là đội trưởng đội cứu hộ Gogobus. Gogobus tới rồi. Đội trưởng đội cứu hộ Gogobus đã tới hiện trường. Gogobus, gói hàng bay lên trên kia rồi. Giao cho mình. Đội trưởng đội cứu hộ Gogobus lập tức cứu hộ. Lấy về được một gói. Tốt quá, lấy được hết gói hàng về rồi. Thời gian đã rất muộn rồi. Mình phải tranh thủ thời gian giao hàng cho khách mới được. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt. Mình cũng đến lúc phải về rồi. Tạm biệt Google Bus. Chúng ta cũng về nhà thôi. Gửi hàng nè. Google Bus, Google Bus, Google Bus. Ở đây có một gói hàng bị rớt nữa. Nguy rồi. Như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian giao hàng mất. Thời gian đã rất muộn rồi. Mình phải tranh thủ thời gian giao hàng cho khách mới được. Google Bus, hay là chúng ta giúp anh nhân viên chuyển phát nhanh giao gói hàng này đi. Bobby, ý kiến này của bạn rất hay. Google Bus, Bobby, nhiệm vụ giao gói hàng này giao cho hai đứa nha. Mẹ phải trở về nhà chuẩn bị quà sinh nhật cho ông nội Thang. Vâng ạ. Cố lên. Tạm biệt. Google Bus, vậy chúng ta mau đi giao hàng thôi. Bobby, Google Bus, sao vậy? Không phải là chúng ta nên xem địa chỉ giao hàng trước rồi mới biết được nên giao hàng đi đâu sao? Đúng vậy Google Bus. Google Bus, không nhìn rõ địa chỉ nhận hàng nữa rồi. Google Bus, bây giờ chúng ta phải làm thế nào mới tìm được chủ nhân của gói hàng này đây? Vừa nãy nhân viên chuyển phát nhanh nói đây đều là những gói hàng phải giao trong hôm nay. Vậy nhất định là rất khẩn cấp. Nếu như gói hàng này không được giao, như vậy người đợi nhất định sẽ rất lo lắng. Nhưng chúng ta phải tìm thế nào đây? Bobby, thật ra chúng ta vẫn còn manh mối. Bạn hãy nhìn kỹ lại địa chỉ nhận hàng ở trên gói hàng coi. Bên trên phần ghi địa chỉ còn có một mái nhà hình tam giác và ghi căn hộ số 6. Google Bus, chúng ta mau đi tìm mái nhà có hình tam giác. Bobby, chậm đã. Không phải. Không phải. Bobby, ngoài việc tìm những mái nhà hình tam giác, còn phải. Google Bus, tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Bobby, không phải ở đây. Bạn nhìn đi. Mái nhà ở trên địa chỉ này là màu vàng. Nhưng mà, bạn nhìn mái nhà của căn nhà này xem. Mái nhà của căn nhà này là màu xanh lam. Tìm thấy rồi. Google Bus, tìm thấy rồi. Mái nhà hình tam giác màu vàng. Google Bus đến hỗ trợ. Nguy hiểm. Gói hàng. Còn may, gói hàng có vẻ không sao cả. Bobby, làm việc không được quá hấp tấp. Xin lỗi nha, gói hàng, không phải là ta cố ý đâu. Cũng không biết là đồ vật ở bên trong có bị hỏng hay không nữa. Chỉ có thể đợi giao đến tay khách hàng rồi mới xác nhận được. Bobby, bạn mau nhìn coi. Mặc dù đó là mái nhà hình tam giác màu vàng, nhưng số nhà ở trên đó là số 12. Còn số nhà ở trong gói hàng là số 6. Vậy Google Bus, chúng ta làm sao tìm được đây? Trời càng lúc càng tối rồi. Mình nghĩ ra cách rồi. Google Bus vẫn là bạn thông minh nhất. Bobby, mau tìm đi. Nhớ là không được vội vàng, phải quan sát cẩn thận. Viện dưỡng lão của ông nội Thang. Mái nhà màu vàng. Đúng. Mái nhà hình tam giác. Đúng. Số nhà là số 6. Đúng. Chẳng lẽ đây là gói hàng của ông nội Thang? Hóa ra thứ ở trong gói hàng này là bánh gato. Làm thế nào đây? Bánh sinh nhật bị rớt hỏng rồi. Ông nội Thang, đều tại con vội vội vàng vàng nên bánh sinh nhật của ông bị con làm hỏng rồi. Không sao. Ở đây ông còn có rất nhiều đồ ăn mà. Nhưng ông nội Thang, bữa tiệc sinh nhật của ông không có bánh gato rồi. Thật ra bánh sinh nhật là mua để cho con ăn. Ông bà không ăn bánh sinh nhật, con có thể đến chúc mừng sinh nhật ông, là ông đã hạnh phúc hơn bất cứ ai rồi. Ông nội than, xin lỗi con đến muộn, bởi vì bận làm chiếc bánh sinh nhật này. Mẹ ơi, là bánh sinh nhật ạ? Tuyệt quá. Mẹ ơi, con thật sự yêu mẹ nhé. Bobby, mau, chúng ta mau cắt bánh thôi nào. Bà nội Lucy, làm gì không thể vội vàng, nếu không bánh gato sẽ lại bị làm hỏng mất. Xem ra Bobby rất nhanh đã học được một bài học rồi. Vậy Bobby, chúng ta hãy từ từ thưởng thức bánh gato đi. Vâng ạ. Tập 21: Cuộc đại chiến gián. Hôm nay, chúng ta hãy cùng xem Gogobus và những người bạn nhỏ gặp phải chuyện gì nha. Chào buổi sáng các bạn nhỏ. Chào buổi sáng Gogobus. Lên xe nào các bạn nhỏ. Đi thôi, chúng ta lên xe nào. Xuất phát thôi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi Gogobus. Xe buýt trường học Gogobus, xuất phát an toàn. Bendy, nước miếng của cậu chảy từ khi lên xe cho tới bây giờ đó. Mau lau đi. Dobby, hôm nay cô Sandy sẽ dạy chúng mình làm bánh. Bendy, bạn kích động quá rồi đó. Bobby, chúng ta sẽ làm rất nhiều bánh. Vậy là mình có thể ăn thật nhiều bánh rồi. Dụng bánh quy rất dễ thu hút các loại côn trùng. Khi ăn bánh, nhớ đừng làm rơi rớt dụng bánh khắp nơi nha. Chúng mình biết rồi. Mình muốn mau chóng được ăn bánh quy ngọt đó. Trường mầm non Ánh Dương. Chào buổi sáng cô Sandy. Chào buổi sáng Gogobus. Xe buýt trường học Gogobus tới nơi an toàn. Tới rồi. Cô Sandy, chào buổi sáng. Chào buổi sáng mọi người. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Mình về trước đây, hẹn gặp lại các bạn sau nha. Gogobus, bạn vất vả rồi. Tạm biệt các bạn nhỏ. Tạm biệt Gogobus. Các bạn nhỏ dễ thương. Đây là nguyên liệu mà hôm nay chúng ta dùng để làm bánh quy. Nghe thôi là đã thấy ngon rồi. Cô Sandy, con không đợi được nữa rồi. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Dạ. Mà bạn gắng sức ghê. Bendy sau này có thể trở thành một đầu bếp xuất sắc đó. Cô Sandy, đây đều là những món mà con thích ăn. Các bạn nhỏ dễ thương, bánh quy ngọt của chúng ta đã nướng xong rồi. Là bánh quy hình chiếc xe mình làm đó. Còn có bánh quy những món ăn của mình nữa. Bendy, chúng ta đợi bánh quy nguội đã rồi hãy ăn. Cẩn thận không là bỏng miệng đó. Các bạn nhỏ dễ thương, chúng ta hãy đi lấy nước ép trước đã. Đợi lát nữa quay về sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ thưởng thức bánh quy nha. Dạ. Mọi người đang đợi ở ngoài rồi. Chúng ta mau đi theo cho kịp thôi. Dạ được. Em đi ngay đây. Mau đi thôi. có quá trời dáng luôn. Lucy đừng sợ, các em mau cùng với những người khác tới chỗ Susan trốn đi. Bendy, dáng ở đâu vậy? Đừng chạy, ta phải bắt tụi bay lại. Ngoan ngoãn đi, đừng chạy. Bendy, mau tới đây giúp đi. Mình sợ. Dáng kia, mau đi ra đi. Bendy, bạn phải phun vào con gián chứ. Mình phun vào con gián mà. Lần này xem ngươi chạy đâu cho thoát. Bendy, giỏi lắm đó. Gián kia, ta phải đuổi tụi bay đi. Các bạn nhỏ, sao các con lại ở đây? Cô Sandy, tụi con đã bắt được con gián rồi. Cô xem nè. Nhiều gián quá, phải làm sao đây? Ta phải đuổi hết các ngươi đi. Cô Sandy, cố lên. Gọi ngay Google Bus. Mình tới đây. Google Bus, trong nhà ăn xuất hiện rất nhiều gián. Đuổi mà chúng không chịu đi. Đã hiểu. Google Bus khởi động nhiệm vụ. Thân xe nâng cấp sẵn sàng. Kích hoạt thiết bị biến hình nano. Xe buýt trường học Google Bus bắt đầu biến hình. Nhà ăn bị rất nhiều gián xâm chiếm hoàn thành. Cứu viện khẩn cấp nên chọn xe cứu hỏa. Google Bus biến. Đội trưởng cứu hỏa Google Bus lên đường. Đội trưởng cứu hỏa Google Bus đã tới hiện trường. Google Bus tới rồi. Google Bus, dán ở trong nhà ăn đuổi thế nào cũng không chịu đi. Cô Sandy đừng lo lắng. Đội trưởng cứu hỏa Google Bus lập tức cứu viện. Mình phải xem dán nằm ở những chỗ nào trước. Máy quét thông minh khởi động. Nhiều quá trời. Những con dán ở trong đó nghe đây. Các người đã bị bao vây rồi. Hãy mau chóng rời đi. Mình bị phớt lờ như không thấy rồi. Nhà bắt gián vô địch. Chỉ cần gián bò vào trong thì sẽ không thể nào thoát ra được. Thành công rồi. Không phải chứ, gián cũng ghê gớm thật. Nhà bắt gián không bắt được bọn chúng. Vậy chỉ còn cách cố tình đuổi chúng ra thôi. Các bạn nhỏ, mọi người hãy đi xa khỏi nhà ăn trước. Google Bus lấy hơi thổi. Mình hết hơi rồi. Gián đã phát hiện ra bánh quy rồi. Tại sao gián lại không chịu rời khỏi nhà ăn nhỉ? Đúng đó. Tại sao bọn chúng lại thích bay vô nhà ăn như vậy? Trong nhà ăn có rất nhiều dụng bánh quy. Xin lỗi mọi người. Là mình đã lén ăn bánh quy nên mới dẫn dụ gián tới. Quá ra là như vậy. Bây giờ phải giải quyết gián trong nhà ăn trước đã. Mình đã nghĩ ra cách rồi. Thật vậy sao? Nhưng mình cần sự giúp đỡ của mọi người nha. Xe nướng cứu quả, bày dán mau tới đây đi. Ở đây có đồ ăn mà các ngươi thích ăn nè. Bị đánh bại rồi. Cuối cùng cũng đuổi được lũ gián đáng sợ đi. May mà có Gogobus giúp đỡ, chúng ta mới có thể đuổi được gián đi. Cảm ơn Gogobus. Đây là việc mà Gogobus nên làm mà. Cô Sandy, bây giờ tụi con còn có thể ăn bánh quy không? Hồi nãy chúng ta đã phối hợp với Gogobus rất tuyệt, đáng được thưởng. Chúng ta hãy nướng thêm một lò bánh quy sữa bò nữa nha. Thật tuyệt quá, con muốn ăn thật nhiều. Bendy, nếu như bạn ăn không sạch sẽ gọn gàng là sẽ dụ dán tới nữa đó nha. Lần này mình sẽ ăn gọn gàng, không làm rớt dụng bánh nữa. Tập 11: Truy kích khỉ con. Hôm nay chúng ta hãy cùng xem Gogobus và những người bạn nhỏ gặp phải chuyện gì nha. Chào buổi sáng các bạn nhỏ. Chào buổi sáng Gogobus. Lên xe nào các bạn nhỏ. Đi thôi, chúng ta lên xe nào. Xuất phát thôi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi Gogobus. Xe buýt trường học Gogobus xuất phát an toàn. Cô Sandy, trên hoa quả sơn có phải có rất nhiều hoa và trái cây không ạ? Đu Đô đoán đúng rồi. Trên hoa quả sơn có biển hoa và rừng trái cây mọc thành triền luôn đó. Còn có rất nhiều khỉ con sinh sống nữa. Khỉ con dễ thương lắm đó. Còn thông minh nữa nha. Trong sách nói khỉ con còn biết bắt chước nữa. Biết bắt chước? Vậy bọn chúng có thể bắt chước khủng long không? Đương nhiên là biết rồi Bobby. Khỉ con rất thông minh. Nhưng mà khỉ con hoang dã vẫn có chút nguy hiểm. Mọi người không được chọc ghẹo chúng nha. Đúng vậy, cho nên các bạn nhỏ phải chơi thân thiện với động vật nha. Chúng con biết rồi cô Sandy. Kai, hình dáng túi đeo của bạn đặc biệt ha. Là chuối mà khỉ con thích ăn đó. Chiếc túi này là mẹ mình tặng cho mình trong lần sinh nhật trước. Mình còn đựng rất nhiều chuối để chia sẻ với mọi người nữa nè. Cho mình nữa, cho mình nữa. Các bạn nhỏ đều rất tuyệt. Xe buýt trường học Gogobus đến nơi an toàn. Các bạn nhỏ dễ thương, chuẩn bị xuống xe nào. Chúng con biết rồi cô Sandy. Tới rồi. Từ từ thôi, đừng vội vàng. Mình đi trước nha. Gogobus, bạn vất vả rồi. Tạm biệt các bạn nhỏ. Tạm biệt Gogobus. Đẹp quá đi. Là biển hoa. Cô Sandy ơi, chụp hình giúp tụi con đi. Không vấn đề Cici. Các con có muốn qua bên kia chụp hình không? Cô Sandy, tụi con muốn đi xem rừng trái cây. Đừng đi xa quá nha, chú ý an toàn đó. Chúng con biết rồi. Bobby, Kai, các con không đi cùng sao? Cô Sandy, tụi con muốn đi xem khỉ con. Vậy không được đến quá gần và chọc ghẹo lũ khỉ nha. Tụi con biết rồi. Kai, bạn coi kìa. Bên trong chắc chắn có rất nhiều khỉ con. Khỉ con ở đâu rồi? Bobby, bạn mau coi kìa. Khỉ con chắc là ở phía trước. Khỉ con, bọn mình tới đây. Quá trời khỉ con luôn. Khỉ con, mau tới đây. Mình dạy bạn bắt chước khủng long. Không phải là gãi ngứa Làm như này nè. Bobby, có phải khỉ con cảm thấy động tác của chúng ta chưa đủ ngầu không? Chưa đủ ngầu. Vậy chúng ta thi triển tuyệt chiêu ngầu nhất của chiến đội khủng long cho khỉ con coi. Khủng long vẫy đuôi. Khai, bạn không sao chứ? Lũ khỉ con này không ngoan chút nào cả. Mình không thích bọn chúng nữa. Có rồi. Xem ta đây. Công kích trái dúi. Nữa nào. Bobby, giữ lại cho mình một ít. Trả lại cho mình. Mau trả lại cho mình. Trả lại cho mình. Các bạn nhỏ, phía trước là khu sinh sống của bầy khỉ con rồi. Hình như là tiếng của Khai. Khai, Bobby. Cô Sandy, cô Sandy. Bobby, đã xảy ra chuyện gì vậy? Khỉ con đã lấy mất túi xách của Khai rồi ạ. Khai. Cô Sandy, túi xách của con. Túi xách của con. Hay là chúng ta gọi cho Gogo Bus đi ạ. Chúng ta cùng nhau gọi ngay cho Gogo Bus. Gọi Gogo Bus. Mình tới đây. Google Bus, túi xách của Khai bị khỉ con lấy đi mất rồi. Chúng mình cần sự giúp đỡ của bạn. Đã hiểu. Google Bus, khởi động nhiệm vụ. Thân xe nâng cấp sẵn sàng. Kích hoạt thiết bị biến hình nano. Xe buýt trường học Google Bus bắt đầu biến hình. Túi xách của Khai bị khỉ con lấy đi mất. Tìm kiếm cứu viện nên chọn xe cảnh sát. Google Bus, biến. Cảnh sát trưởng Google Bus lên đường. Cảnh sát trưởng Google Bus đã tới hiện trường. Cảnh sát trưởng Google Bus tới rồi. Google Bus, túi xách mà mẹ tặng cho mình bị khỉ con lấy đi mất rồi. Bạn hãy giúp mình lấy lại nha. Khai, đừng lo lắng. Cứ giao cho mình. Mời mọi người giãn ra, đứng sang hai bên. Các bạn khỉ, xin lỗi nha. Google Bus đã phải làm phiền các bạn rồi. Bạn khỉ con dễ thương. Hãy trả túi xách của Khai cho chúng mình được không nào? Xem ra mình phải nghĩ cách rồi. Đã có cách. Các bạn khỉ con, hãy nhìn phía trên kia kìa. Cánh tay trợ giúp cảnh sát trưởng. Khỉ con, đừng chạy. Khỉ con chạy mất rồi. Google Bus mau đuổi theo. Lưới dây bắt đa chức năng phóng ra. Khỉ con leo lên cây sẽ càng lanh lợi hơn. Khó mà bắt được. Khỉ con, bạn chạy không thoát đâu. Google Bus cố lên, Google Bus cố lên. Máy phân tích thông minh khởi động. Xác định mục tiêu. Xém chút nữa là bắt được rồi. Khỉ con sắp chạy thoát rồi. Khỉ con, mau dừng lại đi. Khỉ con ơi, hãy cố gắng lên nào. Định mục tiêu cứu diện. Đệm hơi phóng ra. Xe buýt trường học Google Bus đã giải quyết xong. Mọi người đều bình an vô sự. Tốt quá rồi. Khỉ con, túi xách có thể trả về cho chủ rồi. Google Bus tuyệt quá, Google Bus tuyệt quá, Google Bus. Cuối cùng thì các bạn khỉ con cũng đã bình tĩnh lại. Google Bus, cảm ơn bạn đã giúp mình lấy lại túi xách. Đồ vật của mọi người hãy để mình bảo vệ. Bobby, Kai, sau này không được chọc ghẹo động vật nhỏ nữa nha. Chúng con biết sai rồi ạ. Vậy nên mọi người nhớ phải làm bạn thân thiện với động vật nha. Chúng mình biết rồi. Đến đây lớn rồi, hay đi học thôi. Ba niềm vui mới cùng thế gian muôn màu. Đâu lo chỉ vì đã có Google. Chỉ cần gọi Google có mà. Nơi đâu khó khăn Google có ngay. Google cứu hả? Ai kia sâu xa Google đến ngay.